Băng cướp dùng Apple Watch để theo dõi, cũng đi 500.000 USD. Băng cướp đã sử dụng Apple Watch để theo dõi và lấy đi 500.000 USD, khoảng 11,4 tỷ đồng của một kẻ buôn ma túy. Các công tố viên liên bang của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nhóm cướp ở New York đã sử dụng một chiếc Apple Watch để theo dõi tên buôn ma túy và trộm 500.000 USD tiền mặt. Theo hồ sơ vụ án, băng nhóm này có 7 tên ở thung lũng Hudson, tiến hành vụ trộm vào tháng 1 năm 2020. Người được cho là thủ lĩnh của nhóm, Dazen Lindsay, 30 tuổi, đã mua một chiếc Apple Watch và liên kết nó với tài khoản AT&T của hắn. Sau đó, chúng đã giấu Apple Watch dưới thanh cản chiếc xe hơi của một kẻ buôn ma túy mà chúng nghi ngờ đang mang theo lượng lớn tiền mặt. Nhóm cướp đã sử dụng tính năng tìm kiếm thiết bị trên Apple Watch để theo đuôi kẻ buôn ma túy đến bãi đậu xe của một khách sạn ở Connecticut. Khi tìm thấy chiếc xe, một trong số những tên cướp đã dùng súng đập vỡ cửa hậu, nhưng không tìm thấy tiền mặt trong xe. Hai tên trong băng nhóm đã theo dõi chiếc xe hơi qua đêm. Phải đến ngày hôm sau, bọn cướp mới tìm được người điều khiển phương tiện. Chúng tóm lấy người đàn ông này và nhốt vào một chiếc xe. Chúng được cho là đã tấn công người đàn ông và lấy đi hành lý của anh ta, bao gồm cả chìa khóa phòng khách sạn. Tại phòng, chúng tìm thấy chiếc túi chứa 500.000 USD. Sau đó, chúng quay trở lại Mileto, New York để chia chiến lợi phẩm và chụp ảnh tự sướng trước những chồng tiền. Các thành viên của băng cướp này đã bị truy tố vào tháng 7 vừa qua với một loạt tội danh từ năm 2019 đến năm 2020. Chi tiết về vụ cướp hồi tháng 1 năm 2020 đã không được các công tố viên liên bang công khai mãi cho đến thứ ba tuần này. Các công tố viên nói rằng tất cả thông tin bằng chứng được hỗ trợ bởi dữ liệu di động chi tiết từ chính chiếc Apple Watch của Lindsay và smartphone của các bị cáo trong vụ án. Apple Watch và các thiết bị khác của Apple trong quá khứ đã từng được sử dụng giúp bắt tội phạm hoặc trả lại tài sản bị đánh cắp. Tuy nhiên, việc thiết bị của Apple được sử dụng bởi chính những tên tội phạm đang dần trở nên phổ biến hơn.